Chào cả nhà. Hôm nay trời sáng mát dễ sợ luôn các bạn. Mấy bữa thì nó nắng nóng quá chừng, hôm nay thì hạ xuống rồi. Sáng thì còn khoảng 20 độ. Mà bữa nay thì nắng nhất thì khoảng 26 độ thôi à. Bữa nay thì mình ra vườn để thu hoạch cải thảo các bạn. Ồ, cây hồng năm nay quá trời nụ luôn. Thì năm nay mình thấy những cái cây ăn trái á đều nụ nhiều lắm các bạn. Năm nay chắc là cây ăn trái trúng mùa. Đó nè. Nụ quá trời luôn mà không biết có đậu hết không. Đó. Bây giờ nó ra lá non. Thì nó ra nụ luôn các bạn. Ra màu xanh cũng hơi khó nhìn. Đây các bạn. Nhà kính thì lúc này ông xã mình để cái hút hơi ra đó, thành ra nó cũng không có nóng dữ. Đó, thì bữa nay mình ra vườn để thu hoạch cải thảo. Cải thảo thì năm nay cũng không có bự lắm nhưng mà thấy nó cũng lớn rồi các bạn. Mình sợ nóng quá nó bị có bông á, cho nên mình thu hoạch luôn. Cái này là dưa hoàng kim Hàn Quốc nè, bữa mình trồng nay bắt đầu nó phát rồi. Cũng bự lắm rồi nè. À, cũng được, không chắc lắm nhưng cũng bự rồi. Cái này thì vô để làm kim chi. Đâu, cái này nó bắt đầu có bông rồi đó các bạn. Cho nên mình sợ mấy cái kia nó có bông á, cho nên mình thu hoạch luôn. Có một cái nó có bông rồi. Còn đây mình trồng mấy cái khổ qua bắt đầu phát rồi nè. Này chắc phải cột dây cho nó bọ. Đây thì mấy cái xà lách. Ồ, cũng đẹp ghê luôn. Ồ, chắc mình cũng phải thu hoạch ba cái cải tà sậy luôn nữa nè. Wow, này nó to quá luôn rồi. Giờ thì mình lột mấy cái dây ra trước cho đẹp đẹp các bạn rồi hả thu hoạch nha. Mấy cái lá này chứ mình nhúng lẩu ngon lắm các bạn. Tại vì mình trồng ở đây trong nhà kính là non dữ lắm. Thank you.
xong rồi các bạn, bẻ gọn gàng rồi cột lại cũng gọn gàng luôn. Thì năm nay mình trồng cũng không mấy đạt tiêu chuẩn, cho nên mấy cái lá ngoài nó vẫn không có ốp chặt vô á, cho nên mình cột lại cho thu hoạch cho nó dễ, nó khỏi bị gớt cái lá ra. Ừ, cũng nặng lắm các bạn, cũng tầm khoảng hơn ký á, cũng ngon ha. Em này có bông rồi. Ừ, cái này ngon nè các bạn. Chắc mà lại bự nữa. Ngon dễ sợ ha. Wow, cái này ngon rồi các bạn. Trồng chăm sóc lâu, thu hoạch cái nhanh quá. Chỗ này thì để bữa cái mình dọn dẹp mình trồng đậu bắp. Đậu bắp thì mình ươm rồi nhưng mà nó chưa có lớn, chờ nó bự bự xíu trồng cho nó đỡ mất sức. Ồ, nặng dữ rồi. Hết chỗ để rồi. Mình còn mấy cây ở ngoài sân các bạn, chắc ra thu hoạch luôn. Các bạn, đây là mấy cái thảo bữa mình trồng dư ở trong nhà kính á. Xong rồi mình trồng đây thì nó cũng lớn luôn rồi. Chắc mình thu hoạch luôn. Ở đây thì nó có nhiều lớp lắm. Lớp lớn, lớp nhỏ gì dư cái mình nhét vô đây. Đó, mấy cái nhỏ nhỏ thì chắc để lại mình thu hoạch ra 4 cái trong kia. Cái này nó cũng lớn rồi. Hoặc là mình lấy mấy cái chậu mình trồng ba cái dưa được. Cái này ngon. Còn mấy cái này đợt sau thì chắc còn được. Rồi thì mình chuẩn bị đất ở đây rồi các bạn. Mình trồng cà dĩa với lại xung quanh mình trồng tiếng vua. Bây giờ lên đây thì phải leo, không có chỗ đi lên. Cà dĩa này thì mình ươm nè, mà sau năm nay sao thấy nó hơi cái lá nó hơi đỏ đỏ, không biết nó có bị lai cái cà tím không nữa nè các bạn. Cái dĩa này thì mình mua hột ở trên mạng, xong rồi mình trồng rồi mình lấy hạt để mình để giống. Hồi năm ngoái mình có đem vô nhà kính một vô gara một cây,
nhưng mà nó không có, nó eo ột lắm các bạn. Bữa đem ra thì nó cũng còn còn sống, nhưng mà nó giống như nó rụng hết lá, cái nó mất sức dữ quá. Thôi mình bỏ luôn, mình trồng cái khác. Cái này thì chút mình lấy rau củ quả mình cắt nhỏ nhỏ đó, xong cái mình tủ nó lên cho nó giữ ẩm. Thì mé bên trong này thì mình trồng tiếng vua. Tiếng vua thì mùa này không biết là trồng được không nữa các bạn, tại nhiều khi nó hơi bị nắng nóng quá đó. Vua thì má của má chồng mình ươm xong rồi cho. Bữa mình cũng trồng mớ rồi mà thấy nay nó cũng đứng lên, thấy cũng ngon lắm. Thì mình tận dụng cái chỗ, tại bây giờ thì cái cà dĩa này nó cũng chưa có lớn, thành ra nó cũng còn dư chỗ nhiều lắm à. Xong một bên. Còn dư mấy cây trồng đây luôn. Xong giờ thì mình còn cây chanh dây vàng các bạn, là đẳng mình trồng luôn, ươm được cây chanh dây các bạn. Giờ mình trồng vô chậu mình dưỡng. Chanh dây này loại chanh dây vàng đó, ươm nguyên trái lên có một cây một, biết sao. Cái này thì chút mình lấy vào cái cỏ đâu, mình ủ gốc cho nó ấm, cái mình tưới nó xong. Xong rồi các bạn. Wow, trời cải thảo luôn. Mình thu hoạch được quá nặng sỉnh luôn đó các bạn ơi. Nặng quá. À, cái này chắc vô làm kim chi đem đi bán luôn quá.
À, thì năm nay thì mình trồng cải thảo không bằng mấy năm trước các bạn, nhưng mà nói chung cũng non, rất là ngon luôn. Mình thu hoạch sớm sớm một chút để nó có bông thì nó mất ngon. Mình trồng cải hổ ít rau tiếng chua với lại cải dĩa ha. Trời bắt đầu nóng lên rồi, cho nên những cái loại rau chịu lạnh, chịu nóng bây giờ bắt đầu mình trồng được rồi các bạn. Mùng tơi, rau dền rồi đó, rau muống cũng sắp sửa trồng được luôn. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích thì bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Nặng quá.